11 sân vận động của tỉnh đặc khu thủ đô Jakarta. Sân vận động Điền Kinh Lalamanvun nằm ở thành phố Đông Jakarta. Được xây dựng vào năm 1997. Sức chứa của sân vận động này khoảng 1.000 khán giả. Sân vận động Silacker nằm ở thành phố Đông Jakarta, được xây dựng từ năm 2005 đến 2010. Sân vận động này là một phần của khu liên hợp thể thao trị giá 173 tỷ rupia. Sức chứa của sân vận động Silacker khoảng 2.500 khán giả. Sân vận động Gagakodam Bintaro nằm ở thành phố Nam Jakarta. Sức chứa của sân vận động này khoảng 500 khán giả. Sân vận động chính Gelora Bung Karno nằm ở thành phố Trung Jakarta. Được xây dựng từ năm 1960 đến 1962. Sau đó được cải tạo từ năm 2016 đến 2018 với kinh phí 770 tỷ rupia. Sức chứa của sân vận động này là 77.193 chỗ ngồi. Sân vận động quốc tế Jakarta là sân vận động lớn nhất đặc khu thủ đô Jakarta. Nằm ở Tanjung Priok, thành phố Bắc Jakarta, sân vận động này được xây dựng từ năm 2019 đến 2022. Sức chứa của sân vận động quốc tế Jakarta là 82.000 khán giả. Kinh phí xây dựng sân vận động là 4.080 tỷ rupia. Sân vận động Kaman Muara nằm ở thành phố Bắc Jakarta. Được xây dựng vào năm 2006, sau đó được cải tạo vào năm 2008 với kinh phí 15 tỷ rupia. Sức chứa của sân vận động này khoảng 5.000 khán giả. Sân vận động Kebon Jeruk nằm ở thành phố Tây Jakarta. Sức chứa của sân vận động này khoảng 200 khán giả. Sân vận động Lebda Prakasa Niwikara nằm ở thành phố Đông Jakarta. Sức chứa của sân vận động này khoảng 500 khán giả. Sân vận động Madia Gelora Bung Karno nằm ở thành phố Trung Jakarta. Được xây dựng từ năm 1960 đến 1961. Sân vận động này được cải tạo từ năm 2016 đến 2018. Sức chứa của sân vận động Madia Gelora Bung Karno là 9.170 khán giả. Sân vận động Rawa Badak nằm ở thành phố Bắc Jakarta. Được xây dựng từ năm 1995, sân vận động này đã được cải tạo vào năm 2017 với kinh phí 4,2 tỷ rupia. Sức chứa của sân vận động Rawa Badak khoảng 1.000 khán giả. Sân vận động Somantri Brozonegor nằm ở thành phố Nam Jakarta. Sân vận động này được xây dựng từ những năm 1990, sau đó cải tạo vào năm 2015 và 2023. Sức chứa của sân vận động Somantri Brozonegor khoảng 5.000 khán giả. Sân vận động Taman Sari nằm ở thành phố Tây Jakarta. Được xây dựng từ những năm 1930, sau đó cải tạo vào năm 2012. Sức chứa của sân vận động này khoảng 1.000 khán giả. Sân vận động UMS nằm ở thành phố Tây Jakarta. Đây là sân bóng lâu đời nhất ở Indonesia, được xây dựng từ những năm 1900. Sức chứa của sân vận động này khoảng 100 khán giả.
Sân vận động Vipetozo nằm ở thành phố Trung Jakarta, được xây dựng vào năm 1928. Sức chứa của sân vận động này khoảng 500 khán giả.